bữa trước á, thầy làm do thầy chế nhiều loại quá, thì thầy chỉ thiếu một cái loại. Thì nhìn con nhện á, hay lắm, con nhện nó có mấy cái chân như này, mà nó cái đầu hơi to, mà nó đi trong nó cái nhện nhân tơ nó đi trong cái màng lưới đó, đó. Thì mình thấy nó đi nó có con bò nước nó chạy rất nhanh, nó bình thường nó mới làm vậy. Mà là con rùa có làm rồi, nhiều con phải không? Nhưng mà cái con nhện này chưa làm. Thì thú vị với con nhện luôn. Nhưng mà có cái mẫu nào làm cái gì mà làm nghĩ ra được. Vì nó nhỏ rồi mình chưa hình dung được. Thế đầu tiên thì có ý nghĩa trước. Thì thầy chế nhiều loại dụng cụ lắm đủ thứ á. Nhưng mà đi cái con nhện là thầy quái thì nó lại không còn. Chưa làm. Vì thầy nghĩ là sao? Khi mình làm cái một cái chân, một cái dụng cụ này này, nó có một cái chân, đi nguyên dò đó, nếu một cái thôi. Còn đây mình làm nhiều cái một lúc thì nó phải mạnh hơn. Thầy nghĩ như vậy, thầy nghĩ rất đơn giản thôi. Cái cục lòng tròn mà quay dò của thầy mà là gì đó. Mình bị như ý đó, thì nó có một cái cục nào đó mà giải phớt nó rất lại. Giải phớt này. Bây giờ thầy nghĩ rằng á, nếu có nhiều cái một lúc nó phải hay hơn. Thì mới làm thử trước cho người, làm thử một lần một cái rồi thử á. Thì thử với cái con này. Chuyện mình nghe thì kêu lại làm rồi. Rồi nó rú lên, nó trời chắc này nó đá quá trời, nó làm cái kia gì đấy. Mặt dễ sợ luôn á. Thầy biết cái này được rồi. Thầy mới thường thường thầy làm cái âm dương từ cái cây, những cái lớn cái nhỏ. Ví dụ thầy làm cái lăng lớn thì thầy làm cái nhỏ. Cho nên cái này cái lớn là làm lớn, thầy làm cái nhỏ. Nhưng cái nhỏ thì cái cây nó dương phải có âm. Thì thường thường thầy làm vậy đó. Thầy ăn cái dương phải có âm. Thì thầy mới làm cái đồng. Không âm á. Thầy nghe vậy. Nhưng mà thầy đưa test đó. Tức là làm xong một cái mẫu, xong mình lấy đi thử nghiệm trên nhiều người mà trên học trò đó. Thì mình thấy nó hay ấy, thì mình mới phổ biến với cả thầy. Nghĩa là hay mà. Hay là tuyệt vời. Tuyệt vời đó. Cái lớp này cũng có mấy cái đặc biệt. Cái này mới làm. Cái này là thế thứ nhất là bạn thấy. Thế sao? Cảm nhận thế sao nó nha. Thì đặc tư cũng nhận thấy hay không? Giống nhận không? Giống nghĩa là cái này nhưng vàng nó hay đấy, nhìn đặc biệt này nha. Đó, cái này phải chùi cho sáng, lấy chanh chùi đừng để giữ á, lấy chanh nhưng không lấy sổ chùi cho lấy chanh đánh sáng bữa nào phải làm, nếu không nó sẽ luôn nó đông. Thì một chút làm ở mà bạn lấy phê rồi là phê. Thì nó có cái này là nó lạnh, còn có mấy cái này là ấm. Lúc nào thì chế dùng cũng không có ăn có dưa không? Đặc thù của trường phái nhị trận. Hai đầu, ấm dương, anh em vậy. Trên thế giới, thứ nhất người ta không có dùng cụ giống thầy. Còn nếu Trung Quốc hay chỗ dài đại hàng có một hai cái là một vài cái. Không đứng trên đầu ngón tay. Và cũng chia không chia ấm dương không, còn không chia ấm dương. Cho nên cái này thầy là thoát hành nhiều nước, nhưng mà ở trong nước mình cũng là hàng nhái nhiều quá, bất chiếu Trung Quốc. Cho nên hàng thầy lại chắc chỉ được mất thôi, chứ sản nó hỏng. Còn hàng nào bảo thấy sản cứ hư thì đó là hàng giả. Cho nên còn mấy em nó biết thì báo động với người đó. Muốn không mua hai lần, mua đây để đỡ có lần, thì nên đến đây mua. Hiểu không? Và thứ hai là ham rẻ. Mà cũng rẻ bao nhiêu đâu. Nấu cái tiền mua nhiều lần thấy cũng mắc hơn rồi. Vì sao em bữa nó hỏng. Thứ hai là không có kết quả gì mày. Các bạn rất chú ý điều này rất lạ. Đồ hàng thì bán đây do có năng lượng thầy đó. Bao giờ cũng tốt hơn mà nó hiệu quả rất cao mà nhiều người không để ý cái này. Thầy biết là do học sinh nói. Mua đồ nhà thầy khác liền. Mua đồ giá là khác liền. Đó là sự thật. Các bạn gần thầy thấy này cũng thầu quan hoặc là những năng lượng gần thầy biết rồi. Cái niềm suy đó thì ở đây, thầy ở đây thì em nghĩ nhiều. Thầy cầm tay.
thì những cái hình hào quang đó thì các bạn biết rồi, những hình hào quang nào mà hình hào quang của thầy, phải không? Do thầy làm ra đây nó khác hình hào quang mà mấy người ăn cắp rồi chúng photo lại đó. Không nhiều qua mấy đâu, đó là sự thật. Không nên làm bữa sau thầy thầy nói đúng không, đi sau thầy làm mẫu nha. Bây giờ nói em nghe nha, em đau cái gì? Em nói em đau mỏi mệt được không? Em đau mỏi mệt được không? Mỏi mệt phải không? Nè, tôi làm này không có đụng người đâu. Có gì lên nè. Đi vô cảm giác sao nha. Em lắng nghe nha. Rồi thứ nhất là cảm giác đã, thứ hai là nó trong người đau đớn mệt mỏi gì đó, ở dưới nó nóng không? Tôi già tùm lum luôn hả thầy? Thì nè, tôi cũng nhờ anh mà nó bò tùm lum luôn à. Cũng nhờ anh bò đâu bò chứ. Còn ăn bò giật bò lưu rồi tới rồi đường đấy. Nè, em thấy sao nha? Nắm, nắm cái con nhận giống như thầy. Thì này, có đồ để cho nắm đây nè, đây. Có đồ để cho nắm đa đời, có đồ đó nè. Dạ. Yeah. Nhỏ. Nói gì nữa con? Dạ, thấy con thấy đã lắm này. Dạ, đúng rồi thầy. Trước. Dạ, đã. Ơi, nói cho mình làm cái cảm giác gì? Dạ. Chờ chút xíu nữa. Dạ. Được rồi. Thế nào cũng được nè. Dạ. Thầy tức là mình cầm á, mình nắm một chân làm trụ đúng không thầy? Đi nghe anh. Dễ có gì đâu. Nắm một chân làm trụ. Em biết thầy nói nghe. Dạ, cái vị trí của thầy Lăng hồi trước con hay đau đó thầy, mà giờ con đang cảm nhận như thế hết rồi. Dạ. Trời, nó nhanh như cái gì nó ta lại. Phải không? Đúng rồi. Nó luôn bị kiện thí nghiệm nó ra lên, nó cho cái này hay quá, bà chế này quá hay luôn. Dạ. Tình mình nó cảm nhận là người nó làm lạ lắm. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ, các bạn đây coi cái nó nhỏ nè các bạn. Nhỏ hơn cái mặt. Không không sức được thầy. Nó trơn. Cũng được nhưng mà trơn. Đây thầy làm nha, con coi, con coi. Nè. Làm gì cũng tròn tròn được nha, hoặc làm ngang được không sao đó. Làm ta thấy dễ chịu á. Nó sướng hơn cái cây. Đây gần đây, này, dạ. Đây. Thấy sao? Nó sướng hơn cái cây mỹ gì đó con. Mỹ nữ. Rồi cây mỹ xuống ai biết ai rồi. Dạ. Cái này xuống hai thứ hai rồi phải không? Con có cây mỹ nữ mà con nhìn như bắt được. Nhìn không xuống mà cái này phải không? Dạ đúng rồi thầy. Nó nhiều, nó mạnh hơn nhiều á. Nó mạnh hơn. Dạ. Dạ mà lắng nghe chữ thì kiểu này trái hạn. Cái mặt nó hồng lên rồi thầy ơi. Hồng, mặt mau hồng lắm, cái này là mặt mau hồng. Bữa mấy cô trước có con gái thầy ai nè. Dạ. Như trò nó làm hồ hồng mặt lên. À đúng rồi, nhỏ dâu nó ngồi đây. Nó làm này mặt hồng lên lẹ lắm. Trang á. Ờ, trang ngồi giận luôn á. Cái gì nó nói hay quá ơi. Rồi đừng làm mình phải tiêu mỡ bụng á. Dạ. Nó dùng bà chế cái quá hay luôn. Làm ốm được không thầy? Làm ốm được đó. Nhưng mà được cái nó không có đau. Bây giờ này, em biết cái này làm gì nè. Em tự làm lấy. Em dạ. Do cảm giác anh ngồi đây em làm cho thầy. Đừng có vậy. Cái mặt quá như vậy. Tôi giỡn nha. Qua đây đi. Thì tôi làm dễ hơn. Dạ. Mình lắng nghe cảm giác nó báo cho tôi. Sướng lắm thầy, làm bùng tráng sướng lắm thầy. Hả? Dạ. Làm bùng tráng sướng. Trời ơi, không đánh trả. Dạ. Lại. Dạ. Mình bị sướng rồi đó. Ở đây thì đã lắm, lũ đồng yên đã lắm. Ở nhà con cũng có một cái của bên ông y là nó ba cái thôi thầy, nhưng mà nặng, khó đẩy mà nó... Thầy biết là 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 thầy biết được chứ, trời ơi, không làm cho làm chứ mình ngại cảm ơn. Mình làm mình thấy dễ chịu mà dễ làm thôi, được tiện. Thôi làm một vòng sống mũi nó dễ không con? Dễ, dễ, nhỏ, dễ làm. Dễ. Đã thôi. Đã. Mua máu ăn ngồi đâu. Bây giờ chơi cái này nè, bây giờ chơi cái này, đưa coi cho em, ông em hưởng đầu tiên đó nha. Dạ. Em cũng làm giống vậy mà kia lạnh thì em coi cảm giác làm sao. Bởi vậy tất nhiên là nó phải nhập quyền đau chứ.
đó là xuyên việt mà. Hay quá thầy, cái này còn sướng nữa. Cái này sướng, cái này sướng, cái này lạnh sướng. Thì mỗi lần thì chế kia về, phải chế được cái ngày ngày đó. Hôm nãy con không biết con mua cái lớn, chắc con phải chạy ra con mua thêm cái nhỏ. Rồi, không mua đem bữa mà mang hết á, tại vì đem một số ít thôi. Tại con tưởng ở nhà con có kem mỹ nữ rồi thì nhưng mà cái này ngon hơn, sướng hơn. Cái này sướng hơn thầy ơi. Cái này sướng hơn cái gì đó thì cái này vô việc rõ luôn á thầy. Vô việc rõ luôn á. Dạ, dạ. Vậy cũng nói vậy đó. Vô việc rõ lắm thầy. Dạ. Rõ lắm. Thầy cứ đầu tư nhiều cho chị em làm vậy. Ủa, không vô thì rõ là sao cơ? Tức là cái cây mỹ nữ thì tại vì cái nhiều cái đầu nhiều quá nên khi mà mình đó mình không thấy rõ cái việc mình đi nó không không rõ như vậy. Mua cái chỗ nào đâu là cái này mua những cái việc mà nó đâu không rõ luôn đó. Sao nói? Đa. Đây cầm đây nói cho to đây này. Để thẳng này nói sao? Sao? Cái này đã lắm thầy. Đã lắm theo. Cái này nó còn có tác dụng giống như cái massage máy. Ấy. Mà thấy không đúng 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 rồi. 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 Ông nói không biết thì ông tự làm được thôi, không phải tiền. Ông làm đâu được nữa, ông có cho ra ông làm được. Chờ chung mà. Cái này nó không có được. Cái này nó không có được. Làm trước. Làm làm được á. Cái sao ông nói không hiểu. Thấy mà thoải mái không? Mà giống như cái massage máy thì nó hùng hùng. Thành là mạng này. Bây giờ bố, ông bố làm được. Quay quay này phải không? Quay thẳng gì cũng được không sao? Nó quay nhiều chiều chứ phải mà. Quay nhiều chiều không chiều nào? Quay tròn tròn được nè. Nó quay thẳng gì cũng được nè, phải không? Rồi ông làm được nè. Được làm. Làm sao đâu mà thấy đã chứ gì mình đã mình làm. Cái này nó hay cái là nó có 6 cái chân. Cho nên là cái tiết diện của nó với mặt mình ấy là nó rất là nhiều. Nó đồng thời nữa là nó từ thế cho nên nó vào nhiều cái điểm như là cái vẻ thế này nó vào nhiều điểm trên vẻ của mặt cho nên là thấy nó có vẻ là nó tác dụng hơn nhiều cái khác nhiều. Tác dụng hơn nhiều em. Bởi vì tất cả các vẻ trên mặt đây là nó có hết. Bị nó sáu chỗ rồi, không biết muốn sáu chỗ rồi. Gì? Cái gì? Cái mút hả? Robot hả? Robot hả? Ôi trời, mày robot bệnh. Cái này hai cái này bị ế. Không phải. Đây, lắng nghe này. Cái này thích hơn này ơi. Ba nghìn, ba bệnh, ba bao tử. Hay lăn bụng được quá hả? Được, trong được, đỡ, con trai luôn lăn bụng cơ. Bây giờ nè, cái gì mà cái giờ mà dạy việc massage đó mà lớp cao à, thầy bắt đó là không phải của chuồng nhưng mà bắt bằng người tắm á đấy, thì thế lăn cái mông mới đạn, cái mông mới là phế, cái mông nguyên cái lưng, trời ơi khỏi nói luôn, chấm dầu mà lăn thì nó phế luôn á, cảm giác đã dễ sợ luôn nha. Cái nhiên quan hai cái ngực á, lấy hai ngực của nó cái này này chắc chắn là phải ngủ ngon. Hả? Chắc chắn là bạn ngủ ngon. Cái gì? Chắc chắn là bạn ngủ ngon. Cái gì ngon? Chắc chắn là bạn ngủ ngon. Dạ, thôi. Thì ông làm đi, ông đi báo cáo kết quả mới được. Báo cáo bên thầy á, để nhờ người khác. Rồi nhiều nhắc đi. Chưa nó hồng mặt rồi đó. Cây này thì mình mua cái này, mình mua cái cây lăn thẳng thì ra, có xin hạn rồi.
một cái gì đó để cho ta đi kèm với công nhận. Để ra cái dầu gì đó thì vợ trên đơn đi rồi này, nhưng mà thầy vẫn nghĩ một cách khác. Đây nè, bà lắng nghe coi nè, đang chút xíu hồng mẹ mà không, đang xíu mặt hồng liền nè, đây nè. Anh em cái da của đều trắng như thấy rồi, nghe đây không thấy? Người da trắng vậy nè, em theo em nói em ơi, cô giáo, được rồi cô giáo, đúng không? Phải mặt hồng. Dạ đúng rồi thầy. Da mặt hồng lên cô đừng da trắng. Mạnh nhất luôn á thầy, có phải mạnh vậy sao? Cái này mạnh nhất luôn phải không? Chơi luôn 6 cái luôn mà. Dạ đúng rồi, có nghĩa là do tới 6 cái. Còn đây nè, dạ. Mà nhà bà không liên à, không liên luôn, nó nhanh dễ sao luôn à. Mà nếu ngày nào cũng làm á, thì dạ. Không phải nói luôn, đẹp như bà. Dạ. Thầy ơi, cái này mà cho những người phụ nữ sau sinh cái này ạ. Người ta mệt mỏi cái này thì cực kỳ luôn. Để làm thử đi. Sao em chắc chắn rồi, chắc chắn rồi, với chồng với con em sẽ làm. Chị cầm đi qua hả? Chuẩn bị, À, cái này, mạnh hơn. À, không thấy không gian sao nói đi, mặt này không? Con nhận thấy thoải mái cái mặt á. Thấy nóng, nóng không? Nó bừng lên không? Có. Thấy bừng lên không? Có. Bừng lên tức là máu chạy thì nhiều. Đúng, tự làm bây giờ biết. Sáng nay cũng dễ xài thôi. Dễ xài không? Rất dễ xài không? Vấn đề quan trọng là dễ xài. Mà lại hiệu quả cao. Mà vui vui không? Vui vui. Nó vui nữa. Buồn cười lắm. Cái này phải có dầu vô nữa nó mới dễ đi. Thì thầy sẽ chế ra dầu. Thì thật sự cái dầu này thầy nghe mùi thầy cũng thích, không thích lắm. Thầy chế một loại dầu. Nó trơn mà mùi thích hơn. Thử đi, con lên đi. Lên tên em. Cô này nãy nói gì tên đều nó làm lại tôi. Dạ, nãy con tên là ông Mỹ Linh. Ông Mỹ Linh vậy rồi nó làm rồi ghen quá, nói là cái này nó dễ chịu, nó vui vui, nó thích thích. Dạ. Ông Mỹ Linh, rồi. Dạ. Đây. Dạ. Dạ, chưa này mấy kia, trái hẹ mấy ấu kia hả? Đúng bạn này, cái này trái hẹ. Bây giờ chơi các bạn sổ sách nó chơi các bạn ác lại. Em quay anh hiểu hay không? Em quay thử cho em coi rồi em lại tự làm cái máy em mới đã làm. Tại vì em làm nó trượt như tay mình. Mà được cái nó lên máu lẹ lắm, nó lên hồng như mặt lẹ lắm. Nó biết như người dạy tắt thì lẹ lắm. Thầy làm trên đầu được không thầy? Sao không được, ai chấm? Ai chấm ra quay không làm. Cái đầu nó tóc dữ quá. Anh ơi. Cái tóc nó xong rồi. Đó là cái này chắc vô hoặc mấy cái đầu. Cái này chắc nhất đầu luôn đó thầy. Mà đã không? Đó không hiểu. Bẻ đi. Ra cái nhất đầu luôn đã. Thầy ơi, cái này em nhìn cái tóc của phụ nữ này, massage một ngực. Không, cái đó là cái nhỏ nhỏ bằng ngực được mà. Không, cái nhỏ làm ngực được mà. Làm ngực là nó xanh lại, đúng rồi. Bây giờ thầy biết mấy người mà đi massage được trong giống bà phụ nữ massage đó thì nó cũng bóp mình rồi nó xoay xoay vậy này. Thì thay vậy mình đi anh chơi cái này cũng giống như năm ngón tay phải không? Sáu ngón tay mình tới sáu ngón tay luôn á, mình thì sáu ngón tay luôn mấy nhiêu đồng này. Thì đúng rồi đó, thời quảng cáo thì không quảng cáo được, nghe quảng cáo được chống ung thư vú rồi nghe. Cái này làm vậy này. Ê, nó anh thằng sơn này. Không nha. Cái này sơn vậy nha. Dạ sơn vú này. Mình cái này tốt nè. Cái này hơi giá hàng nha, nhưng mà đã luôn. Tên thằng ấy. Cảm giác nó rất là sảng khoái nha. Người nó khỏe lắm. Nha. Nó khỏe là vui mà nó khỏe thì thích nhồn ngộ nha. Sảng khoái. Cảm ơn thầy nhiều. Vừa quay vừa giữ lại. Mình tự quay đến chỗ nào. Cái này được nghe biết sao?
nó tròn do cho nên xong sợ không già, không sợ không già đúng không? Đâu có ra đau đớn gì đâu. Đâu lên thì nghĩ chi vậy? Tôi làm nào không có cáo là làm đồng đồng lên lấy sợ nó mát hơn. Dạ, cái này rất là mát. Em là tại người cao huyết áp, cho nên em làm cái này được. Không biết là nếu mà huyết áp thấp thì không được. Chứ là em cũng nói cái cây này nè, anh làm mát. Làm mát mà huyết áp cao đi. Nhưng mà hồi nãy giờ là em thấy là mọi người của mình gạch nhẹ hơn mà thầy đó. Thầy gạch mạnh hơn, thầy đánh cái này mạnh hơn nè. Cho mọi người để ý tí thôi được không? Con tên là Bùi Trung Trang ạ. Trang hả? Dạ. Này. Dạ, đúng rồi. Giờ nói làm đi. Các bạn lắng nghe coi anh làm bạn ơi. Trang giữ ý này mở bạn rồi. Ủa chú sức dầu thầm nóng, sức dầu còn 36 lạnh. Nếu không trơn thì bị dầu nữa, không trơn. Để thầy có một cái loại dầu baby oil á. Baby xuyên xanh á, nó dầu cho dùng dân nít á. Em có Vaseline. Vâng, không biết cũng được. Thì cái đó nó lạ lắm, cái đó thầy dùng để dạy trong việc massage đó. Dạy làm đẹp thì làm đó. Nhưng mà ý thì muốn giờ đương tay thế bằng cái đồ của Việt Nam á. Thì nó dính tay hiện nay chỉ chứ mà chưa tìm được cái vật liệu nào mà bằng cái baby oil. Mỗi cái rương xanh á, rương xanh màu trắng á. Để khi làm đẹp á, làm. Cái này nó nóng quá thầy, không sao đâu. Cái gì? Nóng quá. Do đó là chị để bấm huyệt bấm huyệt thôi nó xa cũng nhận được nó xa 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 nhận được Đó làm đá lắm. Lâu lâu thì chế ra cái kỳ chấn động cũng nghe ấy là kỳ chấn kinh chỉ chấn động dữ. Bình thường mà như ngày hôm nay con đi cả ngày hôm nay đi rất nhiều. Bình thường như một ngày mà con hoạt động nhiều như thế ấy, là cái bộ não con nó hay bị kích thích là khiến cho bị khó ngủ. Nhưng khi bạn làm như này cái từ nãy thôi cảm thấy rất dễ chịu và mắt bắt đầu cảm giác như là chỉ muốn lên giường mình đi ngủ thôi. À buồn quá. Tức là mình cảm giác mình thư giãn được cơ thể nhỉ? À. Dạ. Bây giờ mình làm thử cái này mình đồng với nó khác nhà rồi. Cái này cua tay làm nhanh quá nhưng mà tùy em, có thể là người thích nhanh thì làm nhanh, thích chậm thì làm chậm à, vậy nó qua làm nhanh à. Lịch sử cái cây này giống như cảm giác mình đang được lạc vào một cái dòng suối mát ấy. À. Đúng không? Ghê tức là cảm giác như cơ thể mình đang được tận hưởng nắng nóng bằng đồng đúng không? Bởi thầy chế bằng đồng này vậy thì chế bằng đồng này vậy. Thầy ơi, mà cái này giờ nó có tác dụng là đồ gối cho em, đồ gối này hay lắm, đồ gối này bằng em mà làm đang làm cái nóng này, em chuyển sang cây lấy mát này, em cảm giác giống như nó có một dòng suối mát chạy từ trên người xuống mình ấy, cảm giác rất là mát lạnh trong người luôn. Người bắt đầu cảm giác nó rùng rùng rồi đấy. Cô này nhà văn nữa, đi dùng suối mát. Mà người em chuẩn bị sơn ra này vì là cảm giác rất mát lạnh luôn. Mát lạnh dạ. Dạ vâng ạ. Sướng không? Sướng luôn nè. Nhưng mà cái cảm giác cho người mình ấy giống bây như là nè, dạ. Bây giờ con gái làm gái không mắc cỡ. Cô này cũng dạng lắm. Bây giờ con lấy nè, con làm sơ lưng con này đi. Gái làm nữ. Làm lưng hả? Ờ, con làm tay cho nhỏ. Không ai, ở đó, đúng rồi nè, nè, anh làm đi. Con dạng hơi nhỏ. Chứ ba nó làm nãy vô. Quay lưng xuống, quay lưng á. Quay lưng. Con này rồi. Thầy cái này làm đồ gối lạ lắm. Thì đồ gối lạ lắm, tại đồ tròn đó. Móc bốn cái gối này, móc bốn cái gối này trên dưới. Cha không muốn thử để làm ngực không? Chờ luôn, không làm ngực đi cho mấy người quay. Làm chứ thử thôi, mà không cần cởi áo, không cần áo. Gái gì làm gái đâu sợ. Lắng nghe nha, lắng nghe đừng có cáo qua đi cầm giác sao á.
bị thầy biết là đầu tiên mà thầy làm cho kiệt á rủ lên qua nó qua là cái cây này thế rợ người nó làm tức rồi cái rồi làm đầu gối làm trên đầu đúng thứ xong rồi cũng nhiều bây giờ làm mông thứ hai là mông nè mấy cái mông tròn tròn làm não nè đây nè nó là mông rồi đã đánh nè nó cười đi nó cười quay ra nó cười đây quay qua quay cười sẵn quá ra quay và rất là dễ chịu luôn, sờ vào đâu là cảm giác đến nó rõ luôn ở chỗ đấy. Nhưng bởi vì là cái phần bột phần bông của em thì nó hơi nhạy cảm. Bây giờ nó lấy vậy nó sờ sờ mình bông em vừa nó nhột lên nhột lên nhột nhưng mà nhột sướng nhột khó chịu luôn. Sướng nha. Tôi biết nó nhột sướng. Rất nhục sướng mà nhục có chịu đâu. Cái này là buổi tối mà nằm xong rồi nó làm cho mình làm bế luôn á, bế luôn á. Cái này tới cái này cái này có cái này nãy còn lấy trên đây con trả lại cái này chắc của chú này quá. Cái này có thầy có hai cái chú hả? Thầy hai cái hả thầy? Cái này của chú hả? Của em một con và một của thầy. Cái này của ai đây? Của em. Em mượn nhé. Người này là người yến thôi, để gần người nguyện, để gần nguyện, nguyện đúng không? Dạ, từ từ để con cảm nhận. Để xem miệng. Alo. Con đừng quay. Không, alo, không quay. Tôi bỏ ngươi. Tôi không quay. Tôi bỏ ngươi. Khi nào nó nét thì bấm. Đấy gắn mắt chứng rồi, thầy nói người gắn mắt chứng đó rồi. Được. Mấy cái trên đường quay bỏ xuống đi. Không, đã quay trên phải trên Zalo bỏ xuống. Trên Zalo bỏ xuống thì bỏ xuống. Em để hình này qua bên Zalo bỏ xuống. Làm nhiều tí vậy, đáng đáng. Thầy chia sẻ cái ý tưởng của thầy đến cái việc thầy lập cái bộ phận là nghiệm luôn. Không, không bỏ cho cả chị cái điện thoại sao đẹp. Đó là mặt được. Em cái gì đó, cái gì cả. Rồi, cái gì đó. Cái này bỏ nào, bông ơi cười rú lên. Em cười rú lên nữa. Ngồi nhiều lắm, cái này là sướng nhất. Quá là nó không mệt, rất là làm. À, đứng lại máy thì chụp tiếp. Nãy giờ thì vui tức quá. Thời gian nữa thằng. Thì chạy nhà nó chơi nhà cảm. Bây giờ ăn bánh. Thầy ơi, cái này là dạ, con xin báo cáo với mọi người là ngày hôm nay là con đi làm nguyên một ngày xong buổi trưa. Hôm nay thì không có được nghỉ trưa nên là cái lưng nó cảm giác nó là hơi mỏi và nó bị cảm giác lưng nó mỏi và nó nhức và cảm giác là cơ thể bắt đầu thấy nó buồn ngủ mệt mỏi á. Thì sau khi mà chị Trang làm cho con thì cảm giác lưng nó nhẹ và thoải mái. Dạ, sử dụng cây con nhện ạ. Thì nó nhẹ hơn hẳn và người rất là thoải mái ạ. Làm đi, làm đi.
Nó làm ở nhà nhà đồng đi. Đang chuyển sang cái này cái kia cái kia. Mình đồng nha. Cái này có gì nhảy bạn nha. Đó, cái này cao, cái cây này là bình thường cái cây này xoay trên đầu
khoảng 20 vòng thì thấy cái cảm giác nó dễ chịu, mà người cũng vẫn bình thường thôi. Nhưng mà con dùng một cái chân của cái con nhện này, con đánh giữa vào hai cái điểu gáy này, thì sao thấy nó mạnh lắm. Chỉ có con thì đánh có khoảng 15 cái thôi, thế là mồi là người bắt đầu là nó ra mồ hôi hết người luôn. Làm lại. Đây, đó là cái điểm giữa cái gáy này, mà chỉ cần đánh vào 10 cái thôi. Và con làm thử cái chị cùng lớp với tôi, chị cũng thấy nóng không, mà chị huyết áp thấp á, mà chị đánh có 15 cái là chị bảo nóng chứ không chịu được rồi. Nó dễ chịu ạ. Đấy, đó như mình chỉ cần đơn giản thế này thôi, trà thôi, không cần phải gì. Tức là trước khi mình làm là mình xoay trước á, tức là như mình massage trên cái đầu trước á, cho nó thoải mái, sau đó là mình đánh như này thôi. Là nhưng con nghĩ là những người nào huyết áp thấp hoặc cảm lạnh đánh cái này chắc là tuyệt vời lắm á. Vâng, con thấy người dễ chịu chứ nó không phải là khó chịu đâu. Alo đi.